Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đồng Văn, Hà Giang, bệnh nhân nhập viện tăng cao do rét đậm rét hại. Tuyên Quang phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Người dân huyện Tân Sơn, Phú Thọ bảo tồn văn hóa truyền thống. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có 12 trên 18 xã đạt 15 tiêu chí trở lên. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Năm 2022-2023, người dân đã hiến hơn 22.000 m2 đất, đóng góp hơn 960 triệu đồng và trên 2.700 ngày công để làm đường giao thông, nhà văn hóa, công trình thủy lợi. Huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 12 trên 18 xã đạt 15 tiêu chí trở lên, có 6 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí, trung bình số tiêu chí trên xã đạt hơn 15,3 tiêu chí. Theo dự báo, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán của người dân tỉnh Yên Bái năm nay sẽ tăng khoảng 12 đến 15% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường, dự báo khả năng tiêu dùng của người dân ở từng nhóm hàng, mặt hàng, chủng loại, mẫu mã để có phương án nhập hàng hóa bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Chủ động tham gia triển khai thị trường, các chương trình bình ổn giá, chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, có thu nhập trung bình và thấp, tăng thêm giờ bán trong những ngày cao điểm. Thời gian qua, cùng với việc quan tâm thành lập mới các hợp tác xã, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động, việc chấp hành pháp luật của các hợp tác xã sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và chấn chỉnh việc hoạt động của các hợp tác xã. Trong năm 2023, huyện Mai Sơn đã thành lập được 26 hợp tác xã, trong đó có 20 hợp tác xã của bản thực hiện theo chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 197 hợp tác xã. Trong đó, 177 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 20 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tín dụng. Cơ bản, các hợp tác xã hoạt động tuân thủ theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012, với tổng vốn điều lệ trên 437,3 tỷ đồng. Việc phát triển các hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên địa bàn. Phấn đấu năm 2024, toàn huyện thành lập mới 25 hợp tác xã. Những ngày này, thời tiết rét đậm rét hại khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao so với ngày thường. Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người già và trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, những ngày qua, số trường hợp là người già và trẻ nhỏ đến khám liên quan đến các bệnh về hô hấp chiếm tỷ lệ khá lớn. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 35 đến 40 trường hợp. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, nhân lực, tăng số lượng chăn màn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đồng thời khuyến cáo người nhà và bệnh nhân bổ sung các vitamin, khoáng chất, mặc đủ ấm và hạn chế uống nước lạnh. Dự báo tình trạng rét đậm, rét hại vẫn còn kéo dài. Các xã thị trấn cần tiếp tục tuyên truyền người dân hạn chế việc lên nương rẫy, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Nếu có các dấu hiệu nghi bị bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, đưa một số loại cây trồng mới vào sản xuất trên đất trồng lúa kém hiệu quả, thực hiện liên kết trong bao tiêu sản phẩm, được xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện, góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Trước đây, gia đình ông Ma Phúc Tích, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa chỉ trồng lúa trên diện tích canh tác. Khi xã có mô hình liên kết trồng dưa, ông đã tham gia và có thu nhập khá tốt. Năm nay, ông đưa cây ớt vào trồng. Sau 2 tháng, loại cây trồng này cho thu hoạch. Cán bộ từ cấp
tỉnh xuống, cấp huyện xuống, phổ biến về kiến thức, tập huấn thì biết làm. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã Kiên Đài đã thực hiện phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Một số cây trồng mới đã được đưa vào trồng trên đồng ruộng, trong đó có dưa chuột và ớt. Bước đầu thực hiện cũng có khó khăn, nhưng chỉ sau một vụ, người dân thấy được lợi ích và tích cực tham gia. Bước đầu triển khai thì chưa được nhân dân đồng tình ủng hộ lắm, tại vì hai cái loại cây mà chúng tôi triển khai trên địa bàn là cái mới đối với địa bàn xã Kiên Đài. Nhưng sau khi qua công tác tuyên truyền, phối hợp các tổ chức đoàn thể để thực hiện công tác tuyên truyền và với đơn vị liên kết để thực hiện cái bao tiêu sản phẩm, thì hiện nay trên địa bàn đã thực hiện được trên 7 thôn. Việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trên quy mô toàn xã cho thấy tư duy sản xuất của người dân đã có sự thay đổi từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Hiện xã Kiên Đài đang tiếp tục tìm hiểu để đưa những giống cây mới vào trồng tại địa phương. Hợp tác xã thì tiếp tục là đưa những cái cây trồng để luân canh, tức là sau những cái mô hình dưa chuột cũng như là cái mô hình ớt đấy, thì sẽ có định hướng là những cái cây trồng khác nữa. Đấy, tuy nhiên thì cũng còn đang tìm hiểu ở trên thị trường. Những mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện là hướng đi hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Huyện Tân Sơn có 19 dân tộc với 83% dân số là đồng bào dân tộc. Mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng, như dân tộc Mường có đâm đuống, cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm. Người Dao có lễ hội lập tĩnh, người Mông có múa khèn. Để bảo tồn và phát huy những phong tục tập quán này, các xã trên địa bàn huyện đã sưu tầm tổ chức truyền dạy cho người dân. Xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Với mong muốn bảo tồn loại hình nghệ thuật đâm đuống đặc sắc, xã đã thành lập các câu lạc bộ biểu diễn. Nghệ thuật đâm đuống của dân tộc Mường chúng tôi, mà cái xã Thu Ngạc của chúng tôi nói riêng là nó có từ bản sắc lâu đời rồi. Cho nên chúng tôi, con cháu từ thời cha ông mẹ đẻ, bây giờ con cháu chúng tôi là cứ theo nghề đâm đuống là không thể bỏ được. I think everyone should experience national parks here. Chúng tôi rất thích khi đến đây bởi phong cảnh và người dân thân thiện để chúng tôi được trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu văn hóa truyền thống của cộng đồng nơi đây. Với cảnh quan thiên nhiên phong phú và sự đa dạng trong văn hóa truyền thống của các dân tộc, huyện Tân Sơn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng thì việc bảo tồn các giá trị văn hóa được huyện coi là chìa khóa để phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Trong thời gian tới thì Phòng Văn hóa Thông tin huyện sẽ tham mưu cho huyện về thứ nhất là tăng cường cái công tác bảo tồn, duy trì các cái câu lạc bộ và mở rộng các cái câu lạc bộ văn hóa dân gian ở các cái khu dân cư. Thứ hai là phục hồi những cái nét văn hóa đặc sắc của người đồng bào kết hợp với quảng bá trong cái chương trình xúc tiến du lịch, qua đó để bảo tồn và lan tỏa các giá trị đặc sắc của huyện Tân Sơn. Đến Tân Sơn, du khách còn được hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên và trải nghiệm những loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc. Những sản phẩm du lịch mang tính cộng đồng, độc đáo và hấp dẫn sẽ giúp kinh tế du lịch của huyện miền núi này phát triển bền vững trong thời gian tới. Thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2023. Tỉnh Lào Cai nhiều mây không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có mù hoặc sương mù nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ. Tỉnh Lai Châu có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, ngày hừng nắng nhẹ, vùng cao rét đậm, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ. Tỉnh Điện Biên trời quang mây, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ, ngày hừng nắng, nhiệt độ từ 8 đến 24 độ. Tỉnh Sơn La trời quang mây, đêm về sáng trời rét, đến trưa trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 6 đến 21 độ. Tỉnh Yên Bái có mây vài nơi, đêm về sáng trời rét, ngày hửng nắng,
nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Tỉnh Hà Giang trời quang mây, đêm về sáng trời lạnh, trưa hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 21 độ. Tỉnh Tuyên Quang trời quang mây, đêm về sáng trời rét, gió nhẹ, trưa trời hửng nắng, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, đêm về sáng trời rét, trưa có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.